Hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay cây hướng dương mình nó nở rồi cả nhà. Cái bí đao của mình đó, nó có cái nhánh nó bò lên trên đó luôn cả nhà. Bò lên trên cái dàn trên dây nè, có mấy trái nè. Đây cả nhà, hai trái nằm lòng thòng giữa đường đi nè, còn đằng đây một trái nữa nè. Trái này nó hơi bị đèo, trái này thì mới ra. Đây cái trái con mới ra nè. Đâu ở trái đó, trái trên dây không, trái vòng tròn trên dây. Nè con cắt hai trái này cho cha cái. Tới không? Ủa, cái gì đó, đúng rồi đó con. Ừ rồi, đúng rồi, một trái cái này nữa rồi, hai trái. Cái trái bí nhỏ đây bữa nay nó lớn rồi nè cả nhà. Có trái chanh dây nó rụng rồi cả nhà, nó núp lùm á, nó chín rồi nó rụng xuống. Trái bí đao này mai mình hái, trái nó bị đẹp nè cả nhà. Được ba trái bí đao, trái chanh dây, mấy trái nhỏ nhỏ chắc khoảng 2 ngày nữa là có hái nữa đó. Hái bí đao ở ngoài sau xong rồi bây giờ mình ra ngoài trước hái mướp nữa cả nhà. Mướp trái cũng nhiều cả nhà. Mướp này thiệt tình luôn cả nhà. Muốn phá mà phá không được, nó cứ ra trái hoài, lấy gai vậy nè. Hổm gai là biết bao lâu rồi. Mình trồng hồi trước Tết tới giờ cả nhà. Mà cái dây mướp công nhận nó ăn dai thiệt. Tới giờ vẫn còn. Ra bông quá trời luôn, nhìn đẹp ghê luôn á. Cái này mình trông trông cho nó tàn rồi cái mình trồng lại cái khác, chắc trồng bí đao cả nhà. Nó mọc nhánh nó đâm vô trong vách nhà luôn à. Nó cái dạng nó chào cả nhà. Nó héo hết trơn rồi cả nhà, nè mấy cái dây bậu. Nó khô hết trơn rồi, mà cái dây mướp ở trên vẫn còn. Đó một trái cả nhà thấy không? Dây bậu có mấy dây vậy chồng? Có một dây một à. Mà sao ở đây còn trái còn ten nữa nè. Vậy mới độc quá chứ. Nè, mấy này nó bầu không nè. Mấy cái khô này toàn là bầu không nè. Mà không biết sao còn lạc ở đâu một nhánh nó ra được một cái trái nhỏ xíu. Đây trái mướp đây nè cả nhà. Đó. Cái đó cao quá giờ cắt không tới rồi. Giờ dịnh nó vòng cắt. Cầm cái đít đó. Kéo xuống chút xíu. Thông luôn á. Ừ, kéo xuống một chút. Hay quá, xíu rớt à. Chút xíu rớt thiệt à. Trái này hơi non chồng ơi. Ừ, non cho nó ngon chứ nhiều khi mình hay quên á, nó già. Nè, trái này luôn rồi vậy. Đây, cầm nha. Trái này vừa ăn nè. Hay quá. Hình như ở ngoài có trái bí nữa đó. Ừ. Nó bò lên tới trên nóc nhà cả nhà, trên nóc nhà có con trái nữa kìa. Nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Đó nó lú lú trái rồi cả nhà thấy không? Đó nó nằm trên nóc nhà luôn á, chỗ con kiến nó cắn. Nè còn trên nóc nhà ăn trái nữa nè. Để hái luôn. Ghế không biết tới không hay là bắt thang đây. Đi lấy cái ghế thử coi. Cái xe này hổng gài mình dọn mới cả nhà. Xe này là Future X 125, kiểu như Future Chanel vậy đó. FI. Nó cũ quá, hổng gài đang dọn cũng gần xong rồi, làm bữa nữa xong cả nhà. Dọn mới lại. Hổm gài làm xe này cũng nửa tháng trời. Nè cái nhà, nó nằm trên đây nè. Kéo nó xuống cắt.
Hôm nay anh Tám mua được con gà, gà đá cả nhà, bự chà bá luôn. Nay nấu nấu gì ta, nấu nấu gà hầm xả. Hầm xả. Chào cả nhà. Nấu gì ta hoài quên đó. Quên luôn. Con gà này nó bự á, mình hầm xả ăn nó ngon. Cứng quá nè. Ừ. Gà này người ta nuôi cũng khoảng 1 năm rồi đó. Cái hồ cá này vợ mình mới set up lại cả nhà, chưa có thả cá nhiều. Nó đi làm được sớm. Đây, làm xong con gà đá nè cả nhà. Giờ mình đi chặt nó ra rồi đem đi xào hầm xả. Chặt ra rồi nè cả nhà. Này là rau cải trời. Đu đủ. Giờ mình ướp gà. Ướp gà xong rồi mình mới đi xào nó. Có trái dừa mình chặt rồi kìa, mình để ngoài trước kìa. Hầm xả rồi, có dừa, nước dừa nữa cho nó ngon, nó ngọt. Mình nhúm lửa rồi. Chiều nay 5 giờ chơi hay gì đó. Không biết việc kịp không đây. Dạ. Ờ. Chị Năm hay ăn nha. Chị Năm. Bữa nay có vợ chồng anh Hai. Anh Hai đó là anh cột chèo với anh Tám á. Dạ. Chị Hai là chị vợ của Tám. Giờ mình ướp cái gà này. Để thêm miếng tỏi phi nữa. Ừ. Cho nó thơm. Cho xíu màu điều vô. Bữa nay mình ăn tối. Giờ trưa tối mình nấu sẵn, tại vì 8 tới 6 giờ mới đi làm về. Rồi... 8 đi làm về mới vô không chồng? Ờ, tới 6 giờ, 6 giờ rưỡi luôn. Với anh chị vợ của 8. Vậy lâu rồi mình không ăn tối ở đây ha. Ờ, thường là ban ngày không à. Xả này đập ra cho nó thơm. Ngắn cái này được hay chồng? Ừ. Cái đó chia làm 3 cũng được vậy. Đó. Ừ, cái đó làm 2 làm 3. Ừ, sao cũng được. Thôi chừng đau quá tay đứt cái tay á. Giờ là mình hầm từ từ, khoảng chừng 1 tiếng mấy nó mới mềm nổi.
cho hết xả vô luôn cả nhà ơi, cho nó thơm. Cái này mình xào cho nó săn lại. Đúng rồi, xào cho nó săn á, nó mới thấm cái gia vị vô trong cái cục thịt. Rồi đổ trái dừa vô luôn. Thơm quá cha. Ờ nó cũng hơi săn lại rồi nè. Yeah. Giờ mình đổ nước dừa vô. Cái dừa nãy mình giật ở trên cây nó rớt xuống nó bị bể á, cho nên mình chặt cái kiểu nó hơi ngộ một chút nha cả nhà. Rồi giờ đổ nước vô luôn. Rồi bây giờ mình cho thêm nước vô cho nó đủ nước nó rồi mình hầm đó. Đu đủ này nó cũng mau mềm, đợi cho nó nó gà nó mềm mà hả, bỏ đu đủ. Rồi cho thêm nước đó đi vậy. Nè xíu nữa. Rồi giờ mình gọt cái xử lý cái rau củ này. Bé Linh về ngoại chơi rồi, cái này có nấm màu ngân nữa ăn cũng ngon lắm chả. Nói chung là mấy cái kiểu như lẩu ngọt á. Lẩu ngọt thì bây giờ bỏ nấm nào thấy cũng ngon. Hướng dương nó nở khắp khu vườn luôn cả nhà, như ở Đà Lạt vậy đó. Hướng dương nhóc. Sao mấy cây hướng dương ở đây được đi nó cao quá không? Đó, cá đã không? Búng cái là nó lội lại nhóc chân. Búng cái nó tưởng đâu cho nó ăn cái nhà. Nó lội lại. Hướng dương nó cao ghê thiệt. Hướng dương nó cao ghê, nó qua khỏi đầu vàng luôn. Chôm chôm nè cả nhà. Chôm chôm này càng ăn được rồi. Cái hướng dương này nó cũng muốn tàn rồi, nó hơi sụ sụ rồi cả nhà. Mới hái được mấy trái bắp cả nhà. Còn sót lại mấy trái. Đây nè. Mấy trái bắp với trái cà. Lột ra nè, mấy trái khô này nè, nó mới ngon nè. Cái trái này nó còn tươi nó không được ngon. Cái trái mà nó khô vỏ là nó dẻo. Có trái mướp nó bị quá lứa nè cả nhà. Già. Mình hái mình treo trên cây tắc nhìn mắc cười quá. Giờ vợ sắt cái củ cải trắng này mình bỏ vô gà trước. Đu đủ thì nó mau mềm hơn mình bỏ sao. Như nãy mình hái được 3-4 trái bắp á, mình bỏ ké vô luôn. Luộc ké trong gà.
Bỏ mấy cái bắp vô. Bắp này là luộc ké nha cả nhà. Có 3-4 trái nhỏ nhỏ không sao, chứ bỏ nhiều quá nó bị áp cái mùi bắp đó giờ. Dạ. Nó không ngon. Đúng rồi, để giải sát miếng huyết bỏ vô luôn. Ờ, cho ngon. Này là một miếng huyết vịt với miếng huyết gà. Miếng lớn là huyết vịt đó. Nấm gươm chút hả bỏ hả? Dạ, dạ. Nấm gươm vô luôn. Cái mỡ của con gà nó ra nè. Trời này cũng muốn tối rồi cả nhà. Chiều rồi. Sụp nắng hết nắng rồi. Giờ bỏ đủ luôn nha. Để sắc quá không? Không đâu. Đủ đủ. Ừ. Rồi, bỏ đu đủ vô luôn cả nhà ơi. Đu đủ hơi ít ha. Tại giờ sắc cái bự bự á. Hơi ít. Có gào cây trời này nó thơm, nó ngon. Dạ. Sớm nữa. Ờ, sớm tính mua nhà khi nhãn lồng nữa, sợ nó chết chết. Đâu có ai nhãn lồng, nhãn lồng luộc chứ bỏ vô là nó đắng lắm. Dạ. Sợ nó chết chết thôi. Được mấy con tôm xong rồi cả nhà, bây giờ đem đi luộc. Tôm luộc. Còn gì ta? Còn gà hầm xả nữa. Đừng có bắt bé đi nướng không? Đây. Gà này nó giờ này cũng mềm luôn cả nhà. Trời mưa luôn rồi cả nhà ơi. Mưa nên chị vợ với cục chèo của Tám là vô sao. Giờ đang mưa. Hello. Đồ là vừa lé vừa hồ. Xin chào, xin chào. Trong nước quê em sang lớn chưa dành tay lúa trên đồng hoa dày. Múc ấy luôn không vậy? Múc gà ra luôn đi chơi. Vậy đang tập trung. Múc gà đi, lấy cái nồi nè. Giờ chén bát cái bên đây, người nào tới thì lấy ra thôi chứ không cần. Giờ gác lên trên cái thành này nè. Ừ. Lực lực xả ra nha, bỏ xả ra. Thôi kệ đấy, ấy đi chút xíu gấp lại. Đây đây dùng mấy cái đũa gấp ra. Đổ đi, đi. À. Đi. Bỏ ngược cái nồi đi trời. Dạ. Rồi, đưa múc đi. Gà ngon quá trời. À. Rồi mấy con chó cũng chạy ra nữa. Trời mưa rồi cả nhà. Mưa này nó mát, uống rượu cho nó ấm. Rượu này mình ngâm. Ngâm sâm đương uy á cả nhà. Nó thơm lắm. Thơm kiểu như cái vị thuốc bắc á. Sâm đương uy nó cũng rẻ, có trăm mấy ký à. Rồi thôi, ăn thôi, mời cả nhà. Rồi cái nạc này trời ơi lạnh nó cũng dung hết trơn rồi. Đó mà nướng là làm trước đi. Rồi xin phép mời anh em bạn này nha. Rồi mời cả nhà. Rồi xin mời. Mưa nè, nấu gà đúng chất luôn á cả nhà ơi. Mưa lạnh lạnh uống rượu nữa, đúng rồi. Ngay trời mưa nữa. Mở nay anh chồng nhân cháu. Để cho chú cúc. Để cho chú cúc. Để cho anh ấy cúc.
sướng ngồi ngoài đậu đi, ngồi kế cái chỗ chén của anh hai đó. Dạ. Ờ, ngay đó đi. Cho nó ấm cúng. Nóng nóng. Nó nóng. Ngồi đây đi, cho ngồi kế vậy. Chỉ nó ấm nóng. Kêu rồi. Không có dù đâu, nhà đâu có dù. Rồi xin mời cái nhà. Nè chú Út tôi luôn tới rồi nè. Cô mời bà con cô bác cái gì? Thôi thôi mời cả anh em nha, mời cả nhà nha. Được không? Được. 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 Này. Vô rồi ăn sướng nè. Vô cái này này. Đâu phải chờ để thơm ngon. Thì đem hết vô đi chị, hồi có ai ra. Mưa này thấy vậy chứ ngày dày tới khuya á. Năm ra chơi, 5 giờ hồi chiều. Qua đây 5 năm, năm qua bên chi 8 nè. Cái hồng ngủ bằng áo mưa không ạ? Dạ, mặc đường có chút che mũ quá. Nếu lần thuê qua nhà của bà Mỹ, ngoại của tiền lần đang ngủ nửa đêm tóc cái nóc nhà ba luôn. Ba cái nóc nhà luôn bảo à. Mới dầm có tí thôi. Thằng đi ông làm miếng lẩu gà. Gà tôm gì nào. Có thịt dê nữa. Dê hấp. Thôi ăn cài đi. Thôi ăn cài đi. Mỗi ăn thì nuôi đi. Mới vừa bóc lên. Thôi đi, ngủ đi.
Trời, muỗng cà phê vậy trời. Cái này năm đập cái đầu, cái bóp cái ọt cái nó vô miệng luôn à. Lù chạy ra nữa, la nó đi vô chạy ra nữa. Dạ, kiếm ăn mà sao không xiên được. Nó nằm ở đây từ sớm giờ đợi à. Tự nhiên tới giờ ăn cái đuổi nhỏ vô. Đâu có chịu. Phải quay ra mới được. Chung đi làm chưa về? Có đó, có chén của ảnh luôn. Ở vậy. Anh ba. Anh ba hả? Anh ba. Anh ba lâu quá luôn. Anh ba đi chùa bằng láp rồi. Xài Đài Loan. Rồi chị hai của chị Tám ra tới. Đây là vợ chồng của thì mình nói cái mình quên hen luôn. Nói chung đây là chị hai của chị Tám á. Chị Tám thứ ba là Út luôn. Nhà hai người. Còn anh mặc áo đen á là chồng của chị hai. Hai đứa nhỏ này là con của anh chị hai nè, đứa trai đứa gái. Bữa có đi chung, bữa đi chơi chung ở Hòn Sơn đó cả nhà. Cái này bác đi công việc rồi cho nên là không có vô chơi. Ý anh nói là lót vậy đó, mình uống mấy lần được uống. Mấy đứa nhỏ nó thấy cá nó mê, nó bu là hồ cá nó dòm. Ly này bự uống cái vừa hớp mình thôi. Quá trời đúng không? Hớp ra mà ta hết ly rồi. Ly quen uống ít là lỗ nha, uống ít là lỗ quán chịu á. Ơi chấm mồi vô con gà quá trời bự, thịt không à, cái da nó giòn tực tực vậy. Làm đi có lửa ẹt à, nhà mình làm có đâu được không á, ở đây được chứ mình chưa ba bốn không ở trong có tám là cũng làm rồi mà nó không cho làm, nó cho tám tại không có linh hồn khổ như vậy không, nó không cho làm có như bây giờ nó quy định mới. Mưa lớn quá hơi ồn cả nhà. Ủa vậy em nốt không cần cái lá sao trời? Trời chạy chứ nó cũng thích cái lá. Ở quyện thì cho. Đó thành phố có đâu cho các nhà lá. Phải nhà đẹp mới được. Đạt tiêu chuẩn. Ai cũng bằng kia bằng em hết trơn. Biết gì sao bây giờ. Bây giờ nó có mấy con. Giờ lỡ thì thôi chứ mà bây giờ nó kia không biết là nó có xin phép như thế nào rồi. Dạ coi cho Ni coi với coi lắm hết trơn Ni rồi. Lắng không cho Ni coi luôn à. Làm cái nhà. Ni đúng. Cái hồ cá mình trông vậy là hay đó. Cái nhà. Con gieo luôn. Không đi nó đang đi lá.
Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Giờ ngồi ăn, trời mưa lớn quá nhiều khi cũng ngồi cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Không. Mình đã, mình đã, mình đã, mình đã, mình đã.